Làm thế nào bây giờ? Đổ hết cỏ rồi. Phải nhanh chóng dựng xe lại để về nhà thôi. Đông sắp đến, cỏ tươi và cỏ khô đều đã hết. Hôm nay chúng ta phải nhờ một bạn đi sang cánh đồng đằng xa để mang thật nhiều cỏ khô về để chúng ta ăn trong mùa đông tới. Vậy bạn nào xung phong nào? Mò, để tôi. Ngựa, anh mò để tôi là ngựa, tôi chạy nhanh hơn, tôi sẽ đi nhanh, về nhanh, các bạn ở nhà cứ yên tâm. Mẹ về trả lời, ồ, bạn ngựa đi được thì tốt quá, anh có tốc độ nhanh, nhớ đem thật nhiều cỏ về cho mọi người nhé. Ngựa nói, anh mẹ thấy yên tâm. Tôi chạy rất nhanh, sẽ mang một xe đầy cỏ khô và cỏ tươi về cho các bạn. Mẹ thề trả lời, anh nhớ đi sớm về sớm, trời nhanh tối lắm, buổi tối rất nhiều động vật hung dữ, anh phải cẩn thận. Ngựa nói, tôi chạy rất nhanh mà, bác mẹ thề không phải lo, không có con vật nào chạy nhanh hơn tôi đâu. Mẹ thề nhắc nhở, tôi cứ nhắc bác thế, nhớ phải đi sớm nhé, mọi người ở nhà chờ bác. Ngựa nói, bác mẹ thề yên tâm, tôi đi đây. Anh mẹ thề cứ lo xa, mình đang ngựa, mình chạy rất nhanh, việc gì phải lo lao. Mình sẽ đi xa cánh đồng thật xa để mang thật là nhiều cỏ về. Anh bò chậm chạp làm sao đi nhanh bằng mình được. Wow, mệt quá, cuối cùng chúng ta đến với cánh đồng nhiều cỏ. Cánh đồng này có vẻ rất nhiều cỏ, mình sẽ lấy về một xe. Wow, ở đây thật nhiều cỏ non, tội gì mà không ăn trước. Cỏ non thế này, mình cứ ăn no bụng đã, ăn no rồi mình mới về. Ở đây yên tĩnh thế này, làm gì có động vật ăn thịt. Mình vừa ăn, vừa ngắm cảnh, vừa chơi một lúc. Cỏ mang về nhà, đâu còn tươi ngon nữa. Hi hi. Trời tối thì mình cũng chạy một thoáng là về đến nhà, sợ gì. Wow, no bụng rồi. Một xe cỏ đầy cũng đã xong. Bây giờ mình sẽ về nhà. Trời cũng sắp tối rồi. Gió to quá, có lẽ trời sắp mưa. Phải nhanh chân lên mới được. Quá, ôi không.
Làm thế nào bây giờ? Đổ hết vỏ rồi. Phải nhanh chóng dựng xe lại để về nhà thôi. Ui da. Ui da. Sao mà nặng thế này? Một mình không thể làm nổi. Ôi. Tại hòn đá chiếc điện này trời sắp tối rồi, có ai ở đây giúp mình không? À, anh biết dây đây rồi. Sao anh lại ra đây? Tôi thấy bác về muộn, tôi ra đây đợi bác về đấy. Không ngờ là xe bị lật. Tôi xin lỗi, tại vì tôi ham ăn quá nên tôi về muộn. Thôi không sao, chúng ta sẽ cùng lật chiếc xe lại và cùng về nhà thôi. Anh mẹ xe giúp tôi một tay nhé. Cứ để tôi. Wow, bác mẹ xe thật là khỏe. Tôi rất khỏe mà. Nào, cùng cho bỏ lên xe, chúng ta về nhà thôi. Các bạn đang đợi đấy. Cảm ơn bác mẹ xe nhiều nhé. Lần sau tôi không ra nhà nữa. Chỉ tại tôi ham ăn quá cho nên về mới bị muộn như thế này. Không sao mà, anh về đến nhà là tốt rồi. Về nhanh thôi, trời sắp tối rồi. Xin chào các bạn, ngựa đã về rồi đây. Ngựa mang theo một xe đầy cỏ, rất nhiều cỏ non. Chào các bạn. Hoan hô anh ngựa. Anh ngựa giỏi quá, rất nhiều cỏ non. Vậy là mùa đông này chúng ta không lo thiếu thức ăn rồi.